bạn, và trong chương trình tư vấn du học Mỹ hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn chọn trường nào khi mà học tại Mỹ, chương trình lớp 9, 10, 11 để chuyển tiếp vào các trường hàng đầu của Mỹ và các nước khác. Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn thông tin về trường St. John High School. Từ sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo thì trường là bước đệm chuyển tiếp vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ cũng như là các nước khác. Đối với học sinh sinh viên thì trường như là ngôi nhà thứ hai của các bạn. Trường cũng tự hào là có một môi trường học tập lành mạnh, mang đến cho sinh viên những trải nghiệm tuyệt vời. Và là sinh viên quốc tế thì trường cũng giúp cho các bạn học sinh hòa nhập nhanh nhất với lại các bạn sinh viên người bản xứ thông qua chương trình quan tâm và hỗ trợ. Đồng thời thì trường cũng là cầu nối giúp cho các bạn học sinh có thể liên lạc với phụ huynh trong thời gian học tập tại trường. Trường thì được thành lập năm 1966, chỉ cách thành phố New York là 1 giờ đồng hồ. Trường thì hiện tại có khoảng là 1.700 sinh viên, số lượng sinh viên quốc tế chiếm khoảng 6%. Năm 2014 thì trường cũng đã dành 78 triệu đô cho chương trình trao học bổng cho sinh viên, và 75% sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại trường đã được nhận vào top 100 trường đại học hàng đầu của Mỹ theo đánh giá của US News and World Report năm 2014. Tại trường thì có hơn 50 câu lạc bộ và đội nhóm. Quy mô lớp học thì không quá 20 học sinh trên một lớp, nên là giáo viên có thể là dễ dàng tiếp cận cũng như là hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập tại trường. Trường đào tạo chương trình cho học viên từ lớp 9, lớp 10, 11. Vậy thì điều kiện đầu vào của trường thì như thế nào? Thì yêu cầu là các bạn phải điểm trung bình từ 7 chấm trở lên tất cả các môn học và 7.5 đối với môn khoa học. Tất cả học sinh thì đều được phỏng vấn qua Skype nhằm là đánh giá cái khả năng tiếng Anh cũng như là tính cách của một học sinh thì như thế nào. Và ngoài ra thì học sinh cũng cần cung cấp bản điểm của 3 năm học gần nhất, dịch thuật sang tiếng Anh và thư giới thiệu của giáo viên toán hoặc là thư giới thiệu của giáo viên tiếng Anh. Và để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học của trường như thế nào, đăng ký vào trường như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam ở địa chỉ quận Nhất, đó là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hai địa chỉ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Và tiếp theo thì mời các bạn cùng xem clip chia sẻ của du học sinh đã nhận được visa du học, chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mà đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ thì như thế nào nhé. Xin chào các bạn, Mỹ là quốc gia có hệ thống trường đại học tốt nhất thế giới với các chương trình đào tạo xuất sắc trên hầu hết mọi lĩnh vực. Du học Mỹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch du học của du học sinh Việt Nam. Và hôm nay đây có sự góp mặt của bạn Ngô Gia Hưng, một du học sinh vừa đậu visa Mỹ, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta là tại sao lại chọn Mỹ du học. Xin chào Gia Hưng. Gia Hưng có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của Gia Hưng cho các bạn biết được hay không? Mình tên là Ngô Gia Hưng, hôm nay mình 18 tuổi. Hiện mình là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành điều khiển và tự động hóa. Thì em qua Mỹ em sẽ học chương trình gì? Khi mà qua Mỹ thì em sẽ học về ngành quản trị kinh doanh, chương trình cao đẳng. Thì lý do tại sao ở Việt Nam em đang học năm nhất của ngành điều khiển thì là tại chọn ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ đi du học? Tại vì đó là ngành mà gia đình em hướng em đi, và bên cạnh đó thì là cái ngành quản trị kinh doanh là ngành mà em thích hơn so với cái ngành mà điều khiển tự động hóa đó, nên là quyết định là chọn đi du học Mỹ về cái ngành đó để có thể mà khi mà về Việt Nam mình có một công việc tốt. Khi mà qua Mỹ thì em học trường cao đẳng Brooklyn tại bang Texas. Trước khi mà đi du học Mỹ thì em có tìm hiểu một số điểm về cái bang đó như là thời tiết. Thì cái thời tiết mà ở Texas thì có nhiều điểm tương đồng với lại thời tiết ở Việt Nam, như là vào mùa đông thì nó cũng không có lạnh lắm, khoảng 19 độ. Nhưng mà nó là tại vì nó là mùa ngôn đới, nên là vào cái khoảng mùa hè thì trời không nóng lắm. Rồi, thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Năm trước thì chị em, 4 năm trước thì chị em đi du học thì có làm hồ sơ tại Tân Đại Dương, và bây giờ là chị em hiện đang học tại trường Colin. Bây giờ là chị hướng dẫn em và giới thiệu em với công ty Tân Đại Dương. Thì em cùng học chung ban với chị của em ở bang Texas không hả? Dạ. Rồi, người nào đã làm hồ sơ với em tại Tân Đại Dương? Dạ là chị Thúy. Chị rất là vui tính, tốt bụng, và hướng dẫn em là cái cách mà trả lời cái câu hỏi. Mà trong lúc mà khảo bài do là có một lúc em quên nên là chị cũng hơi khó tính một chút. Trong quá trình làm hồ sơ thì cái ấn tượng của em về Tân Đại Dương là các anh chị ở đây đều rất là tốt bụng, mọi người đều sẵn sàng là giúp đỡ em để hoàn thành tốt được cái việc mà phỏng vấn visa, đặc biệt là như chị Thúy, chị Ngọc, rồi có anh Phương. Thì ngoài ra có sự hỗ trợ của anh Bảo Anh nữa,
thì anh Bảo Anh thì cũng có hướng dẫn em nhiều câu hỏi, cái cách mà mình tự tin vô khi mà trả lời cái câu hỏi của các đại sứ quán. Thì từ lúc em nộp hồ sơ cho tới khi có visa là khoảng thời gian là bao lâu hay? Từ lúc em làm hồ sơ tới bây giờ là khoảng 3 tháng. Thì do trong quá trình mà em học cái thời gian đó thì em học năm nhất ở đại học, thì có thời gian, cũng có thời gian là do học quá nhiều nên là em phải chỉ đi một tuần khoảng 1-2 buổi. Nhưng mà vui là cuối cùng cũng xong rồi. Thì bây giờ em đã tự tin là mình đã có visa Mỹ ha, mình đã vượt qua một cái rào cản là khó nhất. Tân Đại Dương một lần nữa xin cảm ơn em đã tham gia cùng chương trình là chia sẻ ước mơ, để các bạn chuẩn bị đi du học Mỹ có thêm một cái hành trang cũng như là có cái kinh nghiệm để mà có thể là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn visa Mỹ. Và chúc em qua Mỹ học tập thật tốt.